nghệ sĩ tăng cường vào giờ chót khi mà nhận được lời mời của chúng tôi bay từ những tiểu bang với diện quán hương xưa và đồng hành và quán bô bà chi. Quý vị xa gần nghe được tiếng nhân trần thì một lần nữa xin đại diện tất cả các anh em hôm nay rất vui và được gặp lại những gương mặt thân thương của quý đồng hương xa gần từ khắp năm châu về lại với giáo xứ cũng như về với lại tất cả anh em ca nghệ sĩ. Hôm nay một lần nữa cho phép nhân trần gửi lời chào đến tất cả quý vị, và quý vị đang ăn trưa đâu đó nghe được tiếng của nhân trần cũng như tiếng của ban nhạc tại lều của ca sĩ đây, thì xin quý vị hãy dần dần tiến về lều để chuẩn bị. Nhân trần sẽ giới thiệu một vài tiếng hát để gặp gỡ quý vị cũng như giao lưu với tất cả quý vị. Hiện tại thì Nhân thấy nữ danh ca Hương Lan đang ngồi bên cánh tay phải của Nhân Trần cùng với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân có những CD, DVD và Hà Thanh Xuân thì cũng có những cái USB. Quý vị yêu mến hai tiếng hát này cũng như những tiếng hát lần lượt sẽ trình diện với quý vị, thì quý vị hãy đến đây lắng nghe tiếng hát của họ cũng như là mua những vật trí và niệm trong mùa lễ năm nay tại Đại hội Thánh Mẫu lần thứ 44. Thì Nhân Trần cũng mong rằng quý vị ra về có những món quà kỷ vật với những người ca sĩ mà quý vị yêu mến bao nhiêu năm nay cũng như đã gắn liền với từng gia đình người Việt khắp Nam Châu. Một lần nữa đây là một cơ hội